Và trong mục này thì sẽ có rất nhiều những công thức màu được chia sẻ từ nhiều người dùng khác nhau, và có cả màu của bạn Lê Hà Trúc nữa. Và sau khi mà các bạn lưu công thức về thì các bạn chỉ việc tải cái bức ảnh cần chỉnh sửa lên, chọn công thức màu mà bạn đã lưu, điều chỉnh một tí cho phù hợp, và sau đó các bạn lưu ảnh lại, vậy là xong rồi. Và như vừa rồi các bạn có xem, đó chính là mình sử dụng app Foodie ở trên điện thoại. Và Foodie thì không quá xa lạ với mọi người nữa, nhưng mà sử dụng Foodie lâu năm thì liệu bạn có biết điều này hay không? Đó chính là Foodie nó có một cái mục lưu tất cả những cái công thức của người dùng khi mà chỉnh ảnh trên Foodie người ta share vào. Thì ở đó các bạn vào trong lựa chọn rất nhiều những công thức chỉnh ảnh của người khác, và khi mà các bạn chọn xong lưu về, tải bức ảnh của mình lên, và các bạn chỉ việc áp cái công thức đó vào thôi, và các bạn chỉ điều chỉnh là một xíu hoặc không điều chỉnh luôn. Nó giống kiểu như là preset trên Lightroom mà trước đó mình đã chia sẻ với mọi người vậy đấy. Và khi mà các bạn chỉnh xong lưu về, chúng ta đã có một cái bức ảnh với cái màu rất là đẹp từ những người khác cũng chia sẻ như vậy rồi. Và cụ thể nó hoạt động như thế nào thì chúng ta cùng nhau bắt đầu video nhé. Rồi thì bây giờ thì mình sẽ mở cái ứng dụng Foodie lên. Thì ở trong cái giao diện của Foodie nó sẽ có như thế này. À rồi, bây giờ thì mình sẽ tập trung vào một cái mục, đó chính là mục recipe. Thì ở đây là này, cái hình ngôi sao bốn cánh ở ngay góc này này. Các bạn sẽ nhấp vào. Thì khi mà các bạn vào, nó sẽ có rất nhiều những công thức của người dùng đã chỉnh sửa ở đây. Đây, nó sẽ có những cái màu khác nhau. Và đây là những cái màu mà người ta chỉnh sửa trên Foodie sau đó chia sẻ lên. Thì các bạn chỉ việc là, ví dụ như là mình thích cái màu này, thì mình sẽ chọn là lưu công thức. Tương tự, các bạn đi ra ngoài và thấy cái màu nào mà các bạn ưng ý thì các bạn cứ việc chọn lưu công thức về. Thì sau khi các bạn lưu công thức thì các bạn sẽ tải một cái bức ảnh lên. Ví dụ như mình cần chỉnh sửa cái bức ảnh này. Đây, mình sẽ vào trong này. Thì ngoài cái giao diện chính, các bạn sẽ có một cái mục, đó chính là bộ lọc. Đây có rất nhiều bộ lọc và nó sẽ chia theo dạng thức ăn, selfie trong phòng hay ngoại cảnh, mục điều chỉnh độ sáng tối, độ tương phản, tất cả những gì liên quan tới thông số của bức ảnh. Và cuối cùng đó là một công thức. Thì đây là những cái công thức mà nãy mình đã lưu lại. Chẳng hạn như đây là cái công thức mình vừa lưu xong này. Và trước đó mình đã lưu rất là nhiều công thức ở đây rồi. Thì mình sẽ thử chọn một cái công thức, ví dụ như công thức màu này, hoặc là công thức màu này. Đây, mình thích kiểu màu này đi chẳng hạn. Thì các bạn ok rồi thì các bạn sẽ chọn lưu ảnh. Còn nếu như bức ảnh của chúng ta bị sáng hay bị tối quá thì các bạn lại quay trở lại mục điều chỉnh. Và ở đây nó sẽ có rất nhiều, chẳng hạn như là độ sáng mình sẽ tăng lên một xíu, độ tương phản tăng giảm gì đấy để phù hợp hơn. Thì ở đây các bạn sẽ điều chỉnh lại từng cái. Và các bạn để ý là những cái mục nào, chẳng hạn như ở đây các bạn thấy nó có cái dấu chấm ở trên, ở chỗ vùng sáng làm nét ảnh độ ấm, thì ở đây là những cái vùng mà cái bạn trước đó làm cái công thức màu này các bạn chỉnh rồi. Chẳng hạn như mình vào đây, độ ấm tăng lên một tí này, làm nét ảnh cũng tăng lên một xíu. Ví dụ như vùng sáng tối thì không có dấu chấm, có nghĩa là bạn không có chỉnh liên quan tới cái này. Thì cũng có thể dựa vào cái dấu chấm này mà các bạn điều chỉnh cái thông số lại cho nó phù hợp hơn. Và sau khi xong rồi thì các bạn có thể lưu cái bức ảnh này lại. Như vậy là xong rồi. Và tương tự như vậy thì chúng ta sẽ chịu khó các bạn tìm kiếm những cái bộ lọc màu đẹp, rồi chúng ta lưu về. Sau đó thì sẽ có những cái bức ảnh các bạn tùy chỉnh lại cho nó phù hợp hơn. Thực sự là mình rất là thích cái kiểu nhanh chóng và gọn gàng như thế này của Foodie đấy. Và có một cái cách nữa, đó chính là các bạn có thể thấy là ở trên giao diện của app nó có một cái mục là scan ở đây. Thì đây là cái mục để các bạn có thể scan những cái công thức ở trên mạng, chứ không chỉ là ở trong mỗi cái app này. Ví dụ như ở đây thì mình sẽ search trên trang là Pinterest với cái nội dung là Foodie Filter Code chẳng hạn. Thì khi mà mình search xong thì nó ra được rất là nhiều những cái code màu khác nhau luôn. Thì ví dụ như ở đây nhé, mình sẽ chọn cái bức ảnh này và sau đó là mình sẽ chọn vào mã QR scan này. Rồi ở trên này nó sẽ có một cái mục mình sẽ bắt đầu scan lại. Rồi khi mà mình scan xong thì nó đã lưu lại được cái công thức chỉnh màu của các bạn ở trên cái trang Pinterest mà mình mới xem cái công thức mà bạn chia sẻ. Thì như này thì các bạn khi mà lướt thấy bất kỳ một cái mã QR code nào của Foodie thì các bạn có thể lưu lại để sau này khi mà chúng ta cần thì các bạn chỉ việc mở cái mục scan lên, sau đó các bạn scan cái mã QR nó nằm ở trên đó thì chúng ta lại có thêm một cái màu nữa. Nó cũng rất là hay. Thì đây là một cái tính năng mà mình thấy rất là thích và kiểu như là nhanh gọn lẹ ở trên app Foodie này. Và ngoài ra nữa thì trên app Foodie nó sẽ có những cái rất là mặc định trước giờ, chẳng hạn như là nó sẽ có một cái effect ở đây thì để chúng ta chỉnh mịn da, thon mặt, mắt to rồi các kiểu khi mà các bạn selfie, đặc biệt là các bạn nữ, các bạn thích selfie kiểu hơi có filter một xíu thì các bạn có thể sử dụng cái này. Thì thực sự là với cái app Foodie này thì mình đánh giá cao cái app này, bởi vì nó đã cải thiện rất nhiều cả về giao diện chỉnh sửa ảnh, phân chia rõ ràng hơn để mà người dùng có thể dễ dàng, kiểu như là các bạn không quá giỏi về chỉnh ảnh thì khi vào app thì các bạn vẫn có thể chỉnh được.
Còn với iFoodie thì các bạn hoàn toàn yên tâm, bởi vì chất lượng của nó mình đã kiểm tra rồi. Nó cho chất lượng ảnh gần như không bị giảm đi, chất lượng ảnh vẫn rất là cao khi mà các bạn đã xuất ảnh ra rồi. Và các bộ lọc màu của Foodie thì cũng chia rõ ràng theo chủ thể, chẳng hạn như là với một tấm ảnh thì nó sẽ gợi ý cái bộ lọc màu nào phù hợp cho các bạn, hoặc là nó sẽ chia theo kiểu thức ăn ở trong phòng, kiểu chụp ảnh ngoài cảnh, rất là nhiều để cho các bạn có thể dễ dàng lựa chọn một cái bộ lọc màu phù hợp cho mình. Và thêm một mục nữa mà mình nghĩ chắc chắn các bạn sẽ thích, đó chính là cái mục tạo hạt bụi sức phim. Thì ở trong giao diện chỉnh sửa điều chỉnh của cái ứng dụng Foodie sẽ có một cái mục đó chính là tạo hạt. Thì khi mà các bạn nhấp vào, hoặc là nó sẽ tạo ra một cái kiểu hạt nhiễu, hạt mờ mờ khi mà chụp bị noise ảnh á. Hoặc là sẽ một cái mục khác đó chính là bụi. Thì ở trong này nó sẽ phủ một cái lớp bụi xước xước phim lên cái bức ảnh của các bạn. Thì các bạn điều chỉnh lại để có được cái xước trắng hoặc là xước đen, tùy vào cái nhu cầu mong muốn của các bạn. Thì cái này mình cũng thấy cũng khá là hay. Và nó có thêm rất là nhiều những cái công cụ, chẳng hạn như là làm nét ảnh. Và thêm một cái nữa đó chính là nó có một cái công cụ làm mờ. Thì ở đây thì nó sẽ làm mờ theo khu vực, chẳng hạn như là các bạn cần làm mờ một số background đi, mà cái bức ảnh của chúng ta chụp không có chế độ chân dung xóa phông, thì các bạn có thể dùng cái này để dùng tạm, cũng khá là hợp lý. Và nếu như mà các bạn có hơi thắc mắc gì về những cái công cụ của Foodie thì có thể tham khảo cái video mình làm trước đó về ứng dụng này, giải thích rất rõ về những cái công cụ cũng như là tính năng của app Foodie này, và hy vọng là nó sẽ giúp ích được cho các bạn rất nhiều. Thì với app Foodie này thì cái tông màu của nó mình thấy nó sẽ hơi hướng kiểu tông màu Hàn Quốc, hơi sáng, hơi kiểu trong trong xanh xanh, và nó sẽ hơi hướng những cái tông màu pastel một tí, nên là với những bức ảnh nền trời hoặc là những bức ảnh chụp phong cảnh có chủ yếu là có cây xanh vào sẽ chỉnh này rất là hợp, hoặc là các bạn kiểu như là chỉnh chân dung rồi các thứ. Và hy vọng là cái video này và với cái mục mà công thức mới này sẽ giúp cho các bạn có thêm những cái bức ảnh đẹp hơn. Và nếu video hữu ích thì đừng quên like cũng như là subscribe mình vào cái nút đỏ đỏ phía dưới kênh đó. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.